Đến lúc đó, người có khả năng vẫn như cũ lựa chọn sử dụng chính mình nguyên bản năng lực làm hồn hoàn, nhưng cũng đồng dạng có khả năng lựa chọn giống nhân loại như thế xung hợp hồn linh, gia tăng hồn hoàn, bởi vì đến thất hoán người liền lại không là hồn thú, mà chân chính trở thành người. Cùng với người không giống nhau, chúng ta lựa chọn ban đầu đều là giữ lại bản thân, cho nên người chỗ đã thấy chỉ là chúng ta huyễn hóa ra hình người mà thôi. Nhưng người lựa chọn giống như loại bỏ này là chân chính tu luyện thành người, sống lại một đời, dùng nhân loại bộ dáng tu luyện, từ bỏ dần dần thành làm con người dữ tính. Có người dạng này dũng khí không nhiều, thành công càng ít, dù sao ở trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị nhân loại hồn sư phát hiện, đồng thời săn giết trở thành 10 vạn năm hồn hoàn. Không thể không nói, người sinh hoạt tại trong một cái tốt thời đại, tại chúng ta trước kia thời đại kia, chúng ta từ trước tới giờ không biết vu thành ra vì nhân loại tù luyện, đến nhân loại đang tìm kiếm lựa chọn tù luyện thành người hồn thú cũng đem hắn săn giết trở thành 10 vạn năm hồn hoán, thủy chung là máu tanh, mà các ngươi thời đại này, nhân loại đã có khả năng cùng với chúng ta hồn thú chung sống hòa bình. Bạch Tú Tú thở sâu. Đúng vậy, ta sinh hoạt tại trong một cái tốt thời đại. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người điểm hóa cuối cùng mới lựa chọn tu luyện thành người. Mục đích của ngươi là cái gì? Mà hậu hỏi. Bạch Tú Tú trầm mặc một chút mới chậm rãi nói. Có rất nhiều thú thần thực lực cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể nào độ kiếp thành công. Cái này mang ý nghĩa con đường của các người có lẽ đi không thông, mà trở thành nhân loại, liền có cơ hội càng tiến một bước. Cha mẹ của ta trước khi chết đi, ta nghĩ thành thần, cho dù là lại hư vô mờ mịt, thành thần về sau có lẽ ta cũng có như vậy một cơ hội đi phục sinh bọn hắn. Cha mẹ ta đại thú năm đó có ân người giúp đỡ là báo thù, nhưng bởi vì bị thương vượt quá giới hạn, ta mất đi bộ phận trí nhớ, đã nhớ không rõ ràng ân nhân dáng vẻ, nhưng ta có thể cảm nhận được một chút thuộc về hắn khí tức, cho nên ta còn muốn báo ân. Lần này thú thần đồ kiếp giúp ta khôi phục lại một bộ phận trí nhớ, tương lai ta tin tưởng ta nhất định là sẽ nhớ tới càng nhiều. Ma hậu khẽ vuốt cằm, rất tốt, đáp án của người ta rất hài lòng, chỉ ít là có một cái nhường người nỗ lực hướng về phía trước, mong muốn thành thần mạnh mẽ động lực. Nếu như người nguyện ý, ta nguyện cùng với người ký kết khế ước, ma hồn đại bạch xà dĩ nhiên là một trong số những bá chủ biển sâu, nhưng ta khẳng định thẳng thắn nói với người, người mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ, nhưng nếu như người tại thêm ta liền không đồng sáng, ta lại ở người thất hoàn trước đó, thông qua huyết mạch của ta tới phụ trợ huyết mạch của người tiến hóa. Thất hoàn về sau ta đem chân chính của người hoàn toàn dung hợp. Người ta hợp lực, thành thần đều có thể, người có bằng lòng hay không? Bạch Tú Tú thở sâu chăm chú nhìn ma hậu, nàng chính và làm mộng cầm không giống nhau, nàng chính là cả đời thứ hai làm người. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Ma hậu lắc đầu, không cần, làm chính người, mang ta cùng một chỗ thành thần. Cái này là việc người cần, cùng với người nguyên bản dự tính ban đầu cũng không hề là có sự khác biệt. Ta chính là thầm nguyên ma long, hắc ám cùng với thủy dung hợp ra âm thủy thuộc tính, cùng với người ma hồn dung hợp lẫn nhau, tương đối phù hợp. Người đám kia bạn trong tay có thiên tử quả, người muốn tới một chút có thể tự xúc tiến người già huyết mạch dung hợp tiến hóa. Được, Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng về ma hậu gật đầu. Ma hậu tiến tới một bước, hào quang màu tím đại phóng, một vòng vầng sáng màu tím theo nàng dưới chân khuếch tán ra đến, huyễn hóa ra mỹ lệ quang văn. Bạch Tú Tú bên tai trong nháy mắt tràn đầy thầm trầm thấp tiếng long ngâm. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của chính mình, hai con mắt của hắn không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lấp lánh, thần thức khuếch tán phong tỏa ra trụ sở hết thảy xung quanh khí tức, không để ở trong này có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài. Phi Thúy Thiên Nga, thâm huyền ma long, một vẻ mỉm cười thản nhiên ở trên khuôn mặt của Uông Thiên Vũ. Mặc dù thú thân đế thiên bởi vì làm kiêu ngạo cuối cùng không có lựa chọn cùng với nhân loại ký khế ước, thế nhưng mà có hai vị này gia nhập, tương lai học viện sử lai khắc nhất định là hai vị đại năng. Lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới để tham gia xem lễ, thoạt nhìn thật sự là một cái vĩ đại quyết định. Dĩ nhiên thì đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới, bởi như vậy kế hoạch kia liền thật sự có khả năng bắt đầu. Dùng tâm tình của hắn hiện tại cũng có một chút chờ mong cái kia lớp thí nghiệm chân chính mở ra cũng đến. Sáng sớm, làm tia sáng sáng mặt trời đầu tiên theo trong bóng cây bên trong chui ra, vùng vãi trụ sở thời điểm, Lưu Phong chậm rãi mở ra hai mắt.
Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người của hắn, ấm áp không nói xa được, dễ chịu. Híp mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tươi đẹp, Lưu Phong tâm tình cũng như là cái này ánh nắng một dạng sáng sủa. Trên thực tế, tâm tình của hắn lúc này cũng cơ hồ là đại biểu cho toàn bộ năm nhất mỗi một vị học viện tâm tính. Hôm nay tới đây tinh linh tinh, đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch đều thật sự là quá lớn. La Mền Vũ an vị tại bên cạnh hắn trên giường vẫn như cũ còn tại minh tưởng, làm Lưu Phong tầm mắt rơi ở trên người của hắn thời điểm, nhưng không khỏi thoát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là một đêm thời gian, La Mền Vũ giống như lại có một chút biến hóa. Hắn vốn là dùng mạo xinh đẹp, nhưng lúc này nhìn qua, da thịt của hắn giống như trở lên trên càng thêm óng ánh. Tại ánh nắng chiếu rọi đến, cả người giống như cũng có mấy phần cảm giác thông suốt. Nhìn xem hắn, Lưu Phong trên mặt không khỏi thoát ra một phần từ đáy lòng mỉm cười. Hắn đời này chuyện may mắn nhất, thứ nhất chính là phụ mẫu đưa hắn đưa đến cái thế giới này. Đệ nhị chỉ sợ sẽ là gặp được La Mền Vũ cũng đã trở thành hắn bạn cùng phòng. Không có La Mền Vũ, hắn cùng với tiền lối khẳng định đều không thể đi đến được học viện sử lại khác cái này sân khấu. Sớm tại lục trương cào năng thiếu niên bàn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ là bị đào thải. Là La Mền Vũ từng bước một đeo bọn hắn mang đến nơi này, mà vì đi tới học viện sử lại khác về sau, hết thầy liền đều đã trở lên không đồng dạng. Bọn hắn từng ngày đang thay đổi mạnh, mà lại là dùng như vậy nhanh chóng tốc độ đang thay đổi mạnh. Đặt ở 2 năm trước, chính mình có thể tưởng tượng ra chính mình võ hồn sẽ tiến hóa thành chính là Bạch Long Vương sao? Có thể tưởng tượng được 13 tuổi chính mình liền tu luyện tới Tứ Hoàn sao? Đây là dù như thế nào cũng không thể nào. Có thể hiện tại không chỉ như vậy, chính mình thậm chí đã có 3 cái vạn năm kim cước nòng làm hồn linh, tương lai ít nhất là 3 cái hồn hoàn, thậm chí là có một mực tu luyện tới hồn thánh hồn đấu là cấp độ đầu đầy đủ phối hợp. Thời gian này qua thật sự là quá đẹp. Sự lấy khắc các học viên dồn dập ra khỏi phòng, dùng quá bữa sáng về sau bọn hắn liền đem đường về. Năm nhất mỗi một học viên đều như là Lưu Phong một dạng, cảm xúc phấn khởi lấy. Nhiều như thế vạn năm hồn linh tu luyện, từ khi mà hồn thú vào tới tinh linh tinh về sau cũng đã còn là lần đầu tiên. La Mền Vũ là tại Lưu Phong về sau tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra thời điểm, đầu tiên cảm nhận được liền chính là chung quanh là một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới. Đúng vậy, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ thế giới, tinh thần lực lượng bỗng nhiên tăng lên dữ dội, khiến cho hắn nhiều ít là còn có một chút không thích hợp, đối với chung quanh hết thảy cảm giác quá cường liệt, đến mức hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chung quanh thế giới hết thảy biến hóa, đều cùng với trước kia không đồng dạng. Lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới sơ bộ là ổn định lại chính mình đối với tinh thần lực lượng khống chế, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Cái này nguyên tố trường khống chỉ sợ thật sự chính là phải cần ra một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn trường khống. Tinh thần lực lượng tăng cường, lực lượng khống chế lại là cập truyện tập. Cũng không có gì tốt thu nhập, bọn hắn chẳng mấy chung sẽ rời đi. La Mền Vũ lúc này giang ra thân thể, tớ đi ra bên ngoài đất trống. Lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, người làm sao trở lên càng đẹp mắt rồi, ha ha. Năm nhất các học sinh thấy được La Mền Vũ đều sẽ chủ động đi đến hướng hắn chào hỏi, cũng không thiếu một chút giễu cợt âm thanh. Năm nhất ở bên trong, chỉ là nam nhiều nữ ít, học sinh tạo thành nữ học viên chỉ có 7 vị, còn thừa tất cả đều chính là nam học viên. Lúc trước Đinh Trác Hàm đã từng cố gắng nhắm vào La Mền Vũ bọn hắn thời điểm, cũng không thiếu là bởi vì đẹp nhất 2 vị nữ học viên đều là bọn hắn cái này tiểu đoàn đội thành viên nhường người đố kỹ. Lão đại, lúc này Đinh Trác Hàm đang cười híp mắt đi tới nhìn xem La Mền Vũ, nụ cười thậm chí là có một chút nịnh nọt. Từ khi lựa chọn cùng với La Mền Vũ bảo trì tốt đẹp quan hệ về sau, hắn liền cảm giác sáng mình là chuyện tô liên tục. Đầu tiên là thời điểm tranh tài ở lớp trưởng cho đồ tốt, sau đó lại là lần này thu được vạn năm quan tình thú ký kết khế ước. Đây quả thực không thể là quá hoàn mỹ sao? Đinh Trác Hàm cảm thấy nhiều nhất năm thứ 3 đệ nhất học kỳ, chính mình nhất định là có thể lên ngũ hoàn. Đây là tài muốn chế tác giả nhất tự đấu khả tình huống phía dưới. Nhanh, năm thứ 2 cuối kỳ nói không chứng liền có thể xông lên ngũ hoàn cấp độ. Hắn đã theo bằng thiên đường nơi đó nghe nói, La Mền Vũ rèn đúc trình độ là tương đương mạnh. Hắn lúc này hy vọng nhất liền có thể là cùng với La Mền Vũ định chế ra một bộ chế tác đấu khả thiên rèn kim loại hiếm. Cho nên hiện tại hắn là lớp trưởng đều là không gọi, nên gọi lão đại, tiết tháo cái gì có quan hệ, cái gì cũng không trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn đấy. La Mền Vũ mỉm cười nhìn hắn rồi nói, cùng với người quang tình thú dung hợp như thế nào? Rất tuyệt đó, đặc biệt thích hợp với ta. Ta còn nói ta là không thể nào tìm tới thích hợp bản thân hồn thú, lại không nghĩ rằng là có quan tinh thú cái này lại hiếm thấy tồn tại. Đinh Trác Hàm lúc này cười hăng hắc, trên mặt đắc ý mà kìm nén không được. La Mền Vũ tức giận nói,
Đúng vậy, ngươi liền dùng hiếm thế để hình dung nó đi. Quay đầu nó muốn là tức giận, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trác Hàm lúc này cười hăng hắc rồi nói, sẽ không, chúng ta bây giờ đã là anh em. Lão đại, ngươi phải tin tưởng tình cảm của anh em chúng ta chứ. Được rồi, ta đem điểm tâm đây, chờ một lúc liền xuất phát. Lam Hiền Vũ lúc này nói. Đinh Trác Hàm gật đầu rồi nói, vừa mới lão sư thông chí, sau một tiếng xuất phát, hồn tu sẽ chuyên môn đưa chúng ta đến phi thuyền vũ trụ bên kia. Vừa nghĩ tới trở về lại muốn ngồi thời gian dài như vậy phi thuyền vũ trụ, liền đau đầu. Tu luyện minh thường chứ, Lam Hiền Vũ lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm.